Thưa quý vị, từ lâu ballet được coi là loại hình nghệ thuật cao cấp và kén khán giả. Tuy nhiên, những năm trở lại đây thì nhiều vở ballet được công diễn tại Việt Nam khiến khán giả có dịp tiếp cận nhiều hơn với loại hình nghệ thuật này. Nhưng mà ít ai biết rằng là đằng sau vũ điệu uyển chuyển trên nền nhạc du dương, những vũ công phải trải qua ít nhất từ 4 đến 7 năm khổ luyện thì mới có thể được đứng trên sân khấu và trình diễn cho công chúng. Anh Phan Lương, một vũ công ballet có 12 năm kinh nghiệm trong nghề, đang chuẩn bị cho phần diễn của mình trong vở Giselle. Tuy chỉ đóng vai quý tộc, một vai nhỏ xuất hiện trong phần 1 của vở diễn, nhưng anh vẫn tranh thủ giờ nghỉ để chỉnh đốn lại trang phục và tập luyện các động tác sau hậu trường. Hàng ngày chúng tôi vẫn phải bổ trợ thêm những cái cơ bản để có thể làm những cái vai diễn mà ballet khó cũng như đòi hỏi những kỹ thuật cao. Và tôi nghĩ là đấy là những cái vất vả mà chúng tôi phải cố gắng hàng ngày, để là không bao giờ nghỉ tập luyện. Tại vì sau một khoảng thời gian mà chúng tôi không tập luyện thì quay lại tập chúng tôi cảm thấy rất là khó khăn, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chất lượng của buổi diễn. Thông thường, đối với những vở kinh điển chính thống như Giselle, anh Lương cũng như những vũ công khác phải tập luyện liên tục trong 1,5 tháng đến 2 tháng. Để được chính thức đứng trên công chúng, vũ công phải mất dòng dã 7 năm rèn luyện, trong khi đó tuổi nghề lại rất ngắn ngủi. Đối với vũ công nữ, chỉ kéo dài đến 30 tuổi, vũ công nam là 35 tuổi để biểu diễn vai chính. Thứ nhất là này được đào tạo rất công phu, đào tạo rất là kỹ. Tức là tôi có thể nói là để mà đứng lên trên sân khấu biểu diễn những cái tác phẩm opera cũng như là ballet như vở ngày hôm nay thì ít nhất là các em đã phải được đào tạo 7 năm ở trong trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Sau đó thì lại các em phải về nhà hát để được đào luyện. Và nếu mà đứng được vai chính ở đấy thì cũng phải mất 10 mấy năm thì mới có thể đảm nhiệm được. Được du nhập vào Việt Nam từ những năm 50, nghề vũ công ballet đang dần được sự coi trọng và đầu tư hơn. Việc tuyển chọn tại chỗ 20 diễn viên ballet nhí cho vở Kẹp Hạt Dẻ của các nghệ sĩ Nga được công diễn tháng 12 tới đây là minh chứng cho điều đó. Điều này giúp các vũ công ballet Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và học hỏi thêm các chuyên gia hàng đầu đến từ xứ sở Bạch Dương, góp phần khẳng định tầm quan trọng của nghề này trong nghệ thuật Việt Nam.